phận nào sau đây thuộc hệ hô hấp? Mời Kiệt. Dễ thương con. Con mời Kiệt, chính xác. Nhi bấm trước quá giỏi luôn, 10 điểm dành cho con. Con có thể nhờ mẹ trợ giúp mà. Nhưng mà con để cái trường hợp mà nó khó khăn hơn nữa con mới sử dụng. Đi giao hữu vui vẻ nha. Quý vị hãy đón xem chương trình Vui Học Học Vui phát sóng vào lúc 19:50 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.